Rana xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta học từ vựng Racus have been sealed. Các từ vựng này nằm ở phần 12 trước khi vào mục 22. Nghĩa tiếng Anh là Racus are not public. Hoặc để ngắn gọn dễ nhớ thì mọi người có thể trả lời là not public. Mọi người cùng học từ vựng và phát âm. Từ đầu tiên là hồ sơ pháp lý Racus. Âm cuối Z. Records, records. Tiếp theo là được giữ kín. Ha, âm cuối v. Have been sealed. Have been sealed. Have been sealed. Tiếp theo là từ không. A cong lưỡi chê r. Are not. Are not. Are not. Từ công khai. Public. 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 Vậy thì records have been sealed, nghĩa tiếng Việt là hồ sơ pháp lý được giữ kín, nghĩa tiếng Anh là records are not public, hồ sơ pháp lý không công khai. Mọi người cùng luyện nghe. What does records have been sealed mean? It means not public. What does records have been sealed mean? It means not public. What does records have been sealed mean? It means not public. Mọi người luyện nói nhé. It means records. Nối âm are not public. It means records are not public. Hoặc là it means not public. It means not public. Mọi người thực hành nghe câu hỏi và trả lời. What does records have been sealed mean? Mọi người xem câu hỏi và câu trả lời. Sau đó chúng ta qua phần ôn bài. Ôn bài học flashcard hãy nêu lên mặt bên kia của thẻ. Hãy điền vào chỗ trống. Mọi người xem phần đáp án. Ôn bài cũ hãy sắp xếp đúng thứ tự nghĩa của từ enlist. Sau cùng là hãy chọn bên trái hay bên phải là đúng. Cùng dò lại với đáp án nha mọi người.